Lúc sáng là nối điểm này rồi nhưng mà bị xịt. Bây giờ phải thay lại một khoảng nữa. Đây là Tuấn Anh đến từ Hòa Bình vào Huế để hỗ trợ báo số 5. Nhưng mà chúng ở trên đấy luôn đấy nhá. Để anh cầm thang. Kéo xe. Không, cái lúc trước thì không thấy rồi đấy. Mẹ nói ngoe ở trong kia. Đưa đưa kìm đây. À, nó xuống à? Không, nó buộc thiệt kìa. Để đấy thôi. Nếu như ngày xưa chúng ta không vội vàng. Đứt thêm một điểm này nữa. Tuấn Anh ơi, đưa rồi, đồ rồi. Cho bên kia vào gọn gọn này đi. Hả? Chưa có dao đâu.
Không, chả thấy có việc đéo ơi. Bây giờ chú lên đấy mà xoay xuống. Chú có bút xoay không? Địt mẹ quên mang bút xoay rồi. Này chú cứ buộc tạm cái này vào cho dưới góc để anh xuống đã. Buộc cái dây vào cột đi. Để anh xuống. Hả? Bây giờ như này. Chú lên cái hộp trên kia, bấm đầu phát vào trong hộp ấy, đo ở đây. Nếu mà chú nghi ngờ thì vậy. Được không? Có gì à? Chú lật lại một lần nữa xem nào. Bây giờ à đây, lúc nãy chú Hàn một sợi mấy. Rút ở đây ra mà đo. Có tín hiệu hay không để còn biết. Nếu không có thì còn tính phương án. Ở đoạn đấy có mỗi đoạn đấy thôi. Anh sợ nó đấy. Cái lục lăng rồi nhỉ. Xem ở đấy có cái lục lăng. Hôm nay chú Hàn vẫn sợi bao nhiêu? Vẫn nguyên sợi 1 á? Nhưng mà luôn. Chưa gì đã cắt rồi, đẹp mẹ. Hai lầm. Cái lúc trước tưởng
ao tượng tiếc gì giờ này nữa. Kia vào đi. Cho là gì? Lấy vào đi. Đứa bẩn. Kệ mẹ. Đây này. Bị chém à? Thì lúc nãy lần ở trên kia ấy em quất từng mét một ấy. Thế là nó có tín hiệu rồi. Trời mẹ bà. Bà qua đó. Chơi vào ba quát à? Thôi tự tin rồi. Tự bỏi. Tin rồi. Nghe nó sáng lắm hơn tí. Đỡ sáng lắm. Để nó kẹp luôn đấy. Ờ, lên kẹp đi. Anh thiên nhiên, ui chết rồi. Điện thoại gì? Lúc nay chỗ ngã ba em dọn cáp vào chưa? Dần lại lao đầu vào mày mẹ. Em bỏ sang. Bỏ chứ. Vỡ mồm con chó sồm, đi ứng cứu đấy. Chỉ là đen thôi. Thank you.
chú cứ làm đi, việc chú cứ làm. Cho nữa đi em ơi. Được rồi đấy. Cái gì? Từ từ chờ tí. Nó cái men là nó hỏng dây lan chứ không phải đã vào trực tiếp rồi. Bây giờ nó không đồng ý đấy. Bây giờ hàn nốt chỗ hộp này là sẽ lên là tín hiệu. Cái nhà dùng chung chứ không phải là nhà chính của mình. Đi từ lúc hơn một tiếng rồi. Đấy, cái thằng đấy là thằng gọi nhỉ? 1 tiếng 18 phút rồi. Một tiếng 18 phút. Theo như dự kiến ban đầu đây là 1 tiếng sẽ làm xong, nhưng mà nó quá mất 18 phút rồi. Để em gọi em thử cho. Cái đấy nó không phải là khách hàng của mình. Tại vì nó dùng yêu cao khác. Nó dùng yêu cao khách hàng đấy thôi. Đây là đang ở Huế mọi người nhé. Xong chưa? Bùi Tuấn Anh đã hàn xong hộp. Tín hiệu nó đã lên được 10 hộp đằng sau nó. Chỉ cần hàn 3 sợi ở đây thôi. Lên hết hộp. Xa không? Đi bộ 700m á? Địt mẹ tưởng 7 cây thôi. 7 cây thì không đi được. Hả? Cái gì? Ôi giời, đi bộ 700m có gì đâu.
thì anh em phải di chuyển khoảng độ 700m để ra một cái hộp nữa để hàn lại nốt. Lúc trước đã vặt ra để kiểm tra rồi. Tủ 21-14 lên rồi nhá. Khách hàng lên thì em đóng đi. Cái tủ gần cái tủ đứt đấy. Ôi từ từ, sang đây vặn để treo cái mang sông đã. Vặn cái gì nhỉ? Còn vặn cái gì nữa đâu? Không, cái mang sông lúc nãy đã treo đâu. Không vặn gì chứ? Không, đó, lúc nãy cái kim này không vặn đủ, không đủ lực đây. Hai lục lăng ở đây. Quên phải hỏi ông có bằng dính không. Ông có bán băng dính điện không nhỉ? Hả? Ông có bán băng dính điện không? Cho cháu một cuộn. À, không sao đâu nhá. Bọn cháu bên mạng. Cho cháu một, hai cuộn đi. Sự giấy đi của ai đi con này? Dạ. Sự giấy nó mình không thì lấy đi. Cái gì ông nhỉ? Giấy đi mang đi đấy. À dây đây gì ạ? Dây đây không, chắc... Không, cái đi bác. Cho cháu hai cuộn, bao tiền đấy ạ? Cái 5 ngàn. Vâng, cháu lấy hai. À, giấy đi của ai bây giờ? Dây này của bên FPT. À. À ông. Vâng. Lên nào. Nhìn cao chưa?
mời ăn nhẹ. Đi ông nhá. Rồi chứ con. Được rồi ông ạ.